đọc báo Vẹn để thấy những cái loa tuyên truyền của Đảng Việt Cộng lố bịch và kịch cỡm ra sao. Đọc báo Vẹn để thấy một xã hội thối rữa nhầy nhụa thế nào dưới ách cai trị độc tài của lũ độc ác phi nhân Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Khôi xin kính chào quý vị cùng với Hoàng Tuấn. Chúng tôi xin trở lại cùng quý vị trong chương trình đọc báo Vẹn tuần này. Hoàng Tuấn xin chào Nguyễn Khôi và xin chào tái ngộ tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị, trước hết thì chúng tôi xin đọc vắn tắt một thư email chúng tôi nhận được một vị ký tên là Hồng Lưu 305. Kính chào hai đồng chí. Anh được nâng cấp đấy nhá. Cái này khi nào mà tôi đi hớt tóc á thì kêu dùm tôi cái chữ này để tóc nó dựng lên cắt cho nó dễ. Tôi xin gửi các anh cái này tuy không liên quan tới là bỏ vẹn nhưng thấy là cũng tốt cho mọi người Việt chúng ta khi về Việt Nam. Mà chương trình đọc báo Vẹn thì rất là nhiều người xem, cả địch và ta, nên nếu các anh lên tiếng thì mọi người đều biết mà cảnh giác. Lá thư không có để giấu cho nên chúng tôi đọc vắn tắt như vậy. Và anh Hồng Lưu có kể lại một câu chuyện về cái việc mà anh đã bị bắt địa khi về tới thị trường Tân Sơn Nhất. Mặc dù là anh mang quà về làm, mang một số quần áo về làm quà cho thân nhân ở quê nhà, và dĩ nhiên mang quần áo về làm quà thì thường là mang quần áo mới, phải không ạ? Mới. Mà các đồng chí nhà ta thì bảo cái thứ này là còn nguyên, là mạc nhãn như vậy là có âm mưu gì đây? Thế là phải đóng thuế. Phải đóng thuế. Dạ vâng. Và chỉ muốn kiếm tiền mà thôi, thì những người đi chung quanh bảo gửi lại cho nó mấy đồng cho xong đi. Cái cảnh này thì chắc là nhiều quý vị nào có kinh nghiệm về Việt Nam thăm thân nhân thì cũng đã trải qua rồi. Thì đây là một cái chuyện nó rất là phổ biến và chắc là cũng không ai chối cãi về chuyện này, cả địch và ta cũng không ai chối cãi. Về cái lá thư này thì Hoàng Tuấn cũng có xem qua là vì khán thính giả này cho biết là quy định của Việt Nam những mặt hàng mà trị giá từ 5 triệu trở xuống đó thì khỏi phải đóng thuế. Nhưng mà trên thì phải đóng thuế. Thì khi mà hải quan bắt phải khui thùng đồ ra và thấy quần áo toàn là quần áo mới thì bắt phải đóng thuế. Thì sao anh muốn vô bài báo đó, hay là Hoàng Tuấn có cái bài này cũng tương đối cũng khá khá. Vậy thì mời anh. Cái đề tài cũng khá hấp dẫn trong ngày vẫn còn trong hương vị mùa xuân. Thưa quý vị, nói tới Tết nhất thì người ta nói tới gà vịt. Có một cái tin như thế này, mất chức trưởng công an vì ăn trộm gà. Ông Phạm Ngọc Minh Tâm, là nghe cái tên như Minh Tâm tức là cái lòng trong sáng, trong sáng đó, nếu mà nói cái chuyện Hán Việt á, trưởng công an xã An Chấn, Tuy An, Phú Yên, nhiều lần đi bắt trộm gà của người dân địa phương. Ngày 5 tháng 2, huyện ủy Tuy An cho biết vừa ra quyết định khai trừ đảng với ông Tâm. Cùng ngày thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng cách chức trưởng công an xã của ông này luôn. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng huyện ủy Tuy An, ông Tâm theo học lớp trung cấp trưởng công an xã, hệ vừa học vừa làm, do trường trung cấp cảnh sát nhân dân 2 tổ chức tại địa phương. Mỗi lần về nhà, ông Tâm thường đi ăn cắp trộm gà, đi bắt trộm gà và bị phát hiện. Trường trung cấp cảnh sát nhân dân 2 đã buộc thôi học với ông Tâm. Tức là ông này không những vừa học vừa làm mà vừa trộm nữa. Có tới 3 chức năng. Ở trong trường này có dạy cái môn trộm gà không ạ? Không biết. Trở lại cái câu chuyện buồn mà tuần trước chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau về tin về tai nạn đắm đò ở sông Danh ở tỉnh Quảng Bình và khiến cho 42 người đã chết. Thì tiếp theo sau cái tin này thì những cái tin mà chúng tôi thấy báo chí trong nước đăng trong tuần vừa qua như sau. Chủ tịch tỉnh Quảng Bình phải tự nhận mức kỷ luật. Theo công văn số 662 ngày 3 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình kiểm điểm trách nhiệm về quản lý, tự nhận hình thức kỷ luật vì đã để xảy ra vụ tai nạn đắm đò chở khách nghiêm trọng trên sông Danh ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Đó là đoạn đầu của bản tin. Cái mà chúng tôi thắc mắc ở đây, thưa quý vị và thưa Hoàng Tuấn, là bây giờ Chủ tịch tỉnh Quảng Bình phải tự nhận mức kỷ luật, thì bây giờ cái mức kỷ luật tự nhận là như thế nào? Chẳng hạn như mình đã ra kỷ luật cho người khác, phải không ạ? Thì mình phải ra cái hình thức kỷ luật rõ ràng thì người ta biết, người ta thi hành. Bây giờ bảo người ta là tự nhận mức kỷ luật thì là cái hình phạt như thế nào? Tức là phát huy tính dân chủ trong đảng là sẽ để cho đồng chí này tự nhận mình có lỗi. Ví dụ như nó là tôi cảm thấy rằng là lỗi của tôi nó to lớn quá. Tôi xin nhận lỗi trước nhân dân, trước thủ tướng, trước chính phủ. Tôi xin tự vả vào mặt mình 2 cái.
Thì thế cũng là tự nhận anh à. Cái điều này tôi nhớ tới. Mà các cô giáo này bắt các em nhỏ, nhất là các em nhỏ mẫu giáo đó. Ở Việt Nam ngày xưa không biết giờ có không biết đó. Là quỳ hay là quay mặt vào tường hay là đứng quay mặt vào tường đó. Nếu mà các em mà có phạm lỗi, lỗi gì đó. Thì không hay là bây giờ bắt đề nghị cái này chủ tịch tỉnh Hòa Bình là tự nhận mất kỷ luật. Là mỗi ngày quỳ quay mặt vào tường 3 tiếng đồng hồ chăng? Cái này nó phản ánh một cái điều như thế này, tức là cái này là thủ tướng chính phủ phát huy tính dân chủ trong đảng để cho ông này tự nhận mức kỷ luật. Thì chúng ta có thể suy ra là trong những cái đợt khen thưởng thì các ông cũng tự định mức và tự thưởng cho mình, hay tức là phải tự lấy, nghĩa là chính phủ không có ra áp lực gì cả, thì để cái tinh thần đảng viên tự nhận thấy mình có trách nhiệm, tự phạt mình và vào mặt hai cái, tự cảm thấy mình là tài giỏi, tự thưởng mình một số tiền. Mới đây thì Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vụ đắm đò đặc biệt nghiêm trọng này. Trong đó, Bộ kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời đề nghị tỉnh Quảng Bình khẩn trương hoàn thành dự án xây dựng cầu Quảng Hải bắc qua sông Danh trong quý 2 năm 2009 nhằm giảm bớt khó khăn đi lại cho người dân hai bên bờ sông. Mà như quý vị cũng đã biết là theo cái kế hoạch thì cái cầu này đã nhớ phải xong lâu lắm rồi, mấy năm về trước năm rồi. 5-6 năm rồi. À, vâng. Cho đến bây giờ vẫn chưa xong. Thì có lẽ cái trách nhiệm đầu tiên đó là phải trách nhiệm của cái ông mà chịu trách nhiệm về cái vấn đề xây dựng cầu đúng này. Rồi. Tức là của Sở Giao thông Vận tải, nhưng mà đơn vị tỉnh. Và nó cái khác á, là Bộ Giao thông Vận tải, ông phải chịu trách nhiệm đấy chứ phải không ạ? Ông cứ lờ đi. Thưa quý vị, bởi vì anh cũng biết là tất cả các công trình ở Việt Nam bây giờ đó, thì thường là bị rút ruột, gọi là cái chữ rút ruột. Thì chúng tôi có một cái bản tin là thế mà làm lớn thì rút lớn, mà làm nhỏ thì rút nhỏ. Hà Nội, ngay tại thủ đô nha, phát hiện vụ rút ruột công trình thi công trường tiểu học. Tức là trường này thì chắc là trường nhỏ, trường tiểu học không? Trường tiểu học thì ruột này nhỏ. Thay vì phải đóng lại cọc 2,5 m sâu tới 17,5 m, đơn vị thi công chỉ đóng cọc sâu có 8-9 m bằng một loại cọc khác chủng loại quy định ban đầu, không đảm bảo chất lượng, độ chịu lún cho công trình. Là quý vị thử tưởng tượng cái trường này xây lên thì có một ngày nào đó nó sẽ sập, và nạn nhân là các em nhỏ. Những sai phạm này đã được Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Quản lý Kinh tế và Chức vụ, Công an thành phố Hà Nội phát hiện ngày 22 tháng 1 tại công trình xây dựng trường tiểu học Trưng Nhị số 28, Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo thiết kế, đơn vị thi công sẽ phải đóng là 624 cọc, tính đến sáng 22 tháng 1, đã đóng được 594 cọc và đang bàn giao cho đơn vị nghiệm thu. Tuy nhiên, thay vì phải đóng sâu tới 17,5 m bằng loại cọc 2,5 m, đơn vị thi công chỉ đóng cọc tới độ sâu có 8-9 m bằng loại cọc khác chủng loại, người ta không nói rõ ràng. Thiết kế quy định không bảo đảm chất lượng, độ chịu lún cho công trình. Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan công an, tại thời điểm kiểm tra thì ông Nguyễn Đình Lập, cán bộ kỹ thuật thuộc ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng, đang ký nghiệm thu hệ thống móng cọc của công trình. Tuy nhiên, ông Lập đã không tiến hành kiểm tra chất lượng công trình, mà ký nghiệm thu ít nhất là 66 cọc móng, tức là cứ việc ký thôi, gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho nhà nước và độ an toàn của công trình. Thì quý vị, đó là cái chuyện mà rút ruột công trình. Thì nhân cái chuyện này, chúng tôi mới nghe dân gian người ta kể một cái chuyện, và cũng có lưu truyền trên Internet, rồi có nhiều người cũng kể lại cho người khác nghe. Hoàng Tuấn xin thưa lại với quý vị, là Diêm Vương á, hôm đó Diêm Vương đang xét tội, thì sau khi mà đã phân loại rồi á, tất cả những người nào có cái tội ăn trộm ăn cắp á, đứng qua một phía. Thì hôm đó là như một cái nhóm ở Việt Nam sau khi chết xuống, tức là cũng phân ra mà. Thì hôm nay Diêm Vương mới kêu mấy người mà mang tội có tội ăn trộm ăn cắp á, Diêm Vương mới hỏi người thứ nhất ở trên Trần Thế làm chức vụ gì. Nay và cán bộ vật tư xã. Rồi cái này là không thể nào mà chạy được cái tội mà không ăn trộm. Kêu quỹ sứ lấy cái kim xăm vào mông nó ba mũi cho ta để làm dấu. Cái người thứ nhì về đây người làm gì, và cán bộ thương nghiệp huyện ra cái thằng này cứ giữ hơn. Quỹ sứ lấy kim ra xăm vào mông nó 5 cái cho ta. Tới người thứ ba thì có vẻ hiền từ được vẻ thế đấy. Trên Trần Thế người làm gì, và bộ trưởng bộ xây dựng, quỹ sứ đem cái bằng máy may ra đây cho ta.
Liên tục là cái nào mà không dâm được phải có cái máy may xong mới được thì nó là bộ trưởng bộ xây dựng, nó chuyên môn rút ruột công trình. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn xin thưa gửi đến quý vị một bài báo trên báo Công an Nhân dân Online. Chặt chém trước cổng chùa. Chặt chém trước cổng chùa. Mới nghe thì chúng tôi tưởng đâu là xã hội đen nó chém nhau, mà không phải, này là bị buôn bán á, người buôn bán nó làm khó dễ. Du khách vào chùa Bà xin lộc cầu may, ít cũng phải mua nén hương miếng cầu để cúng bà. Một cây nhang đại thì giá chỉ khoảng có 10.000 đồng thôi, nhưng khi cần du khách cũng phải bấm bụng mua tới giá 200-300.000 đồng. Nếu không mua thì sẽ có chuyện chẳng lành. $20 10.000 đồng một cây nhang mà bây giờ nó lên tới 200-300.000 đồng mà không mua thì sẽ có chuyện chẳng lành. Thì chúng tôi nghĩ đi chùa để mà cầu an, nhưng mà mới tới cổng chùa là đã gặp chuyện chẳng lành. Thôi ở nhà bất an này, ở nhà đốt nhang không vai ông bà chắc ăn hơn. Càng đến ngày tổ chức lễ hội chùa Bà ngày 15 tháng giêng âm lịch, du khách đổ về Bình Dương ngày càng đông, quê hương của bác Kiết đấy nha. Mặc dù các ngành chức năng ở thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và ban tổ chức lễ hội đã có nhiều biện pháp kiểm tra bảo đảm an ninh trật tự, nhưng các dịch vụ ăn theo lễ hội vẫn không giảm, gây ra nhiều phiền toái cho khách. Thưa quý vị, trong này thì người ta kể là phiền phức lắm, vô đó mua, cái chuyện trước tiên là mua nhang, rồi còn sau đó là những cái việc khác nữa. Mỗi lần có tivi thì phải trả từ 20-30 ngàn, cộng thêm tiền mua sách phải tốn đến 50-60 ngàn. Ấy là chưa kể những người tỏ vẻ mình là người hào phóng, sẵn sàng bỏ ra hàng 100.000 đồng để được biết tương lai. Bỏ nhiều tiền thì tôi nghĩ là xét xem tốt hơn. Thưa quý vị, đi chùa để mà cầu may, nhưng mà rất tiếc là đi chùa mà không mua nhang mà đúng giá mà theo quy định của cổng chùa đấy thì sẽ rất là phiền. Nhưng cái chuyện này thì chúng tôi có cái cũng nghe một cái chuyện về đầu năm đi mua sắm, thì ba vị cao cấp của Việt Nam. Thứ nhất là tại vì quê hương của Bác Triết mà, nhất là Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, thứ hai là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thứ ba là Bí thư Nông Đức Mạnh. Trong dịp đầu năm thì thường thường là tập trung ở ngoài Hà Nội đó, thì ba vị mới đi du xuân, cũng đi sẵn đầu năm thì đi mua cái đầu heo về để mà làm tiệc, ngoài Bắc gọi là cái thủ lợn. Thì khi người thứ nhất á, khi mà Bác Nguyễn Minh Triết đi mua đó, vô thì đầu heo cũng giống nhau, nó bằng nhau cả. Thì giá của bác Triết á là 50 ngàn. Tới ông Thủ tướng Dũng thì 30 ngàn. Giá mềm hơn. Giá mềm hơn. Tới đồng chí Tổng Bí Thư thì chỉ có 10 ngàn. Ủa? Thế thì ba đồng chí mới thắc mắc. Tại sao lại giá cả nó không giống nhau như thế này? Thì cái người bán nói, báo cáo các đồng chí là cái đầu mà cái đầu của ông chủ tịch ấy thì nó có óc mà nó không có mắt, thế cho nên là đúng lý giá nó cao hơn, chúng tôi chỉ lấy 50.000 thôi. Còn cái của ông thủ tướng thì sao? Là cái đầu của ông thủ ấy thì là nó có mắt mà nó không có óc, cho nên là lấy 30.000. Thế còn của đồng chí Tổng Bí Thư, cái này thì đặc biệt, cái đầu của đồng chí Tổng Bí Thư đấy thì nó không có mắt cũng không có óc, lý ra là tôi biếu không thôi, nhưng mà đầu năm thôi lấy 10.000. Bản tin của báo Người Lao Động NLD.com như sau: đổ xô cướp gà tiêu hủy. Chi cục thú y Hà Nội cho biết vào 4 giờ sáng ngày 5 tháng 2, chốt kiểm dịch liên ngành tại Ba La, Hà Đông đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển gia cầm không có giấy kiểm dịch. Lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe có 1.500 con gà thịt trọng lượng khoảng 3 tấn, giấy kiểm dịch đã bị chữa ngày tháng. Lực lượng liên ngành đã quyết định tiêu hủy số gà này. Chiều cùng ngày, số gia cầm bị bắt giữ trên đã được chở đến bãi cát xã Hồng Vân, Thường Tín để tổ chức tiêu hủy. Tuy nhiên tại đây, khi lực lượng chuyên ngành bắt đầu đưa gà xuống hố để chôn theo quy định thì người dân địa phương đã đổ xô vào cướp gà. Do lực lượng chức năng quá ít trong khi người dân lại đông nên đành bó tay. Người ta nhảy cả xuống hố để lấy gà, ném lên cho người bên trên cho vào bao tải. Tiếp đến, người dân đổ xô vây lấy xe chở gà và trèo lên xe để cướp. Thậm chí để tiện cho việc lấy gà, có người dân đã leo lên cabin và lái luôn chiếc xe chở gà ra giữa bãi cát. Và 1.500 con gà không giấy tờ kiểm dịch bị bắt giữ đi tiêu hủy, nhưng lượng tiêu hủy không được tới 20%. Đó là cái vụ này là báo chí phát giác đã được á. Hồi trước giờ cái vụ đi tiêu hủy gà mà bị người ta lấy thì
chắc chắn là sẽ có nhiều hơn nữa. Vậy mà Việt Nam thì cứ lúc nào cũng là dịch cúm gà là được, là hoàn toàn được. Không chế, lúc nào cũng được, kiểm tra đầy đủ. Người ta biết cái gà mà không kiểm dịch như này thì có thể rất là nguy hiểm, ăn vào có thể bị bệnh dễ dàng. Nhưng mà thưa quý vị, có lẽ ai cũng biết là cái tình cảm mà đói quá, nghèo quá, đói ăn hụt, túng thì làm liều mà thôi. Thưa quý vị, đó là một cái hình ảnh phản ánh cái thực trạng của xã hội. Chứ còn không phải là người dân, người ta trình độ dân trí, đồng ý là ở một cái nước nghèo thì dân trí thấp, nhưng mà không phải thấp đến nỗi mà biết gà bệnh, người ta mang đi người ta đốt mà mình vẫn lấy mình ăn. Thì cái chuyện đó không đến nỗi mà dân trí kém đến mức độ đó, nhưng mà vì vất vả và khổ quá. Đó là cái chuyện gà dịch. Bây giờ chúng tôi xin thưa với quý vị, không phải chỉ có người lo về cái chuyện mà bị bệnh dịch. Thần thánh bây giờ ở Việt Nam cũng lo là bị bệnh luôn. Đấy, em nghe này, quay lượng dịch để cúng lễ đầu năm. Nói thần thánh bây giờ cũng coi chừng là bị bệnh luôn đó nha. Báo cũng là báo Công an Nhân dân online. Kiểm tra một điểm giết mổ chui, quy mô nhỏ, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 49 con lợn dịch. Có con đã chết từ bao giờ, được giết mổ để đưa sang các lò quay, bán cho khách hàng, mang đi cúng dân lễ đầu năm. Ông bà, thằng đánh bây giờ cũng chịu thua luôn. Ngày 4 tháng 2, Chi cục Quản lý Thị trường Hải Phòng phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm, điểm giết mổ gia súc trái phép tại nhà ông Lưu Quang Bảo, 45/89 Trần Nguyên Hãn, thuộc phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Tại đây đến lực lượng kiểm tra còn phải ngỡ ngàng kinh sợ khi thấy rằng chỉ một điểm giết mổ chui quy mô nhỏ hẹp thôi mà đã có tới 49 con lợn dịch bệnh, có con đã chết từ bao giờ, đang được giết mổ để đưa sang các lò quay trước khi tung ra thị trường. Và quay lợn dịch để làm gì? Để cúng lễ đầu năm. Ngay từ trước Tết Nguyên Đán, Sở Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tiến hành các biện pháp kiểm tra xử lý theo chuyên đề vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm. Mấy câu này thì nghe rất là quen. Vào chu kỳ đặc biệt có sức tiêu thụ thực phẩm rất mạnh là trước và trong và sau Tết. Và thưa quý vị, bài báo khá dài, nhưng mà trong đó thì chúng tôi chỉ điểm qua những điểm chính là trong này người ta nói như thế này nè. Những con lợn gầy dơ xương, đỏ bầm toàn thân, sức khỏe chúng yếu đến mức dù được quẳng xuống góc sân hẹp cũng không cất nổi tiếng kêu. Anh biết heo mà mỗi lần mà bị giết thịt thì nó la dữ lắm, mà cái này nó kêu không nổi. Có con đã chết từ bao giờ, máu bầm ứa ra từ mồm. Thưa quý vị, chúng tôi nghe tới đây chúng tôi rất là kinh hãi. Chưa hết còn đây nữa anh ạ. Thật là ngỡ ngàng khi biết rằng đây chỉ là một điểm giết mổ rất nhỏ, nhưng có tới 49 con lợn thuộc loại tang vật, trong đó có 12 con dù đã được giết mổ xong vẫn còn lộ rõ dấu tích của mầm bệnh, vết tụ huyết trùng thành nhiều đám, lở lói cùng mình, có chỗ lở sâu mất cả phần da, phần thịt thâm tái. 37 con còn lại có con bị trói hờ mà vẫn không còn sức để mà giãy giụa theo phản ứng tự nhiên. Nhắc qua thì đã biết là chúng nó nhiễm bệnh từ lâu. Nếu quý vị con người đã lo bệnh rồi, bây giờ tới thần thánh cái Việt Nam. Về Việt Nam ăn thịt quay thì quý vị phải để ý. Dạ vâng. Ăn thịt quay thì ăn vô xong mới biết đúng thịt này đúng là thịt quay. Thì đến ăn xong là cũng quay lơ luôn. Nói chuyện ăn uống ở Việt Nam thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước qua cái chuyện là sữa, người tiêu dùng bị lừa bởi sữa bột man trá. Kết quả kiểm tra 15 mẫu sữa trên thị trường cho thấy 14 mẫu chưa đạt hàm lượng đạm như công bố trên báo chí. Giám đốc Sở Y tế của Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là hành vi lừa dối người tiêu dùng. Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc thanh tra xét nghiệm được tiến hành từ đầu tháng 8 2008 đến cuối tháng 10 2008 sau khi có công văn phản ánh từ Công an thành phố cùng Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Văn phòng phía Nam. Và kể ra một loạt, thưa quý vị, những cái mẫu sữa đã bị kiểm nghiệm là không có đủ tiêu chuẩn mà rất là thấp, nhiều khi thấp tới 1/20 của cái tiêu chuẩn phải có ở trong các loại sữa. Và nhiều khi đọc những bài báo như thế này, chúng ta có cảm tưởng là sữa này không có một cái chất bổ, chất dinh dưỡng gì cả, giống như uống nước lạnh pha màu thế thôi. Cũng bổ chứ anh, nó bổ, nó bổ ngựa. Thưa quý vị, chăm lo cho đời sống của người dân, chúng ta không thể nói là đúng là cái xã hội nào cũng có những cái điểm tốt điểm xấu, nhưng mà nhan nhản cái này là trên báo của nhà nước nha. Dạ, vâng. Báo đảng của nhà nước chứ không phải là báo của những thế lực phản động hải ngoại, chủ trương là diễn biến hòa bình hay là đánh phá những thành quả cách mạng. Thế thì thấy gà bệnh,
heo bệnh. Còn người ta đó thì bây giờ uống sữa là kém chất sữa giả. Thì chúng tôi không biết là cái xã hội nó đi đến đâu. Và có nhiều người nhận xét như thế này. Trong cái thời điểm này đó, cái xã hội Việt Nam nó rớt xuống tận cùng ở cái chỗ mà tệ bạc. Trong thời kỳ chiến tranh, ở miền Nam Việt Nam anh thấy không? Mặc dù thời kỳ chiến tranh, nhưng mà cái tệ nạn xã hội ấy, có chứ không phải là không. Mà nó cũng ở một cái mức độ nào đó thôi. Và nó không xảy ra những cái chuyện nó quá ư ghê gớm như bây giờ. Trẻ con dưới tuổi vị thành niên thì đã làm những cái chuyện sàng bậy. Rồi con nít thì bị bán vào các động mại dâm. Rồi là giết người cướp của mà toàn báo nhà nước đăng cả. Chính vì cái chỗ đó mà chúng tôi có nghe kể một cái chuyện. Là người ta xem thường cái đạo đức tới mức độ như thế này. Có một gia đình kia, có thằng có hai cậu con trai và một cô con gái. Cậu con trai nó, bố ơi bố, chết con rồi bố ơi, chuyện gì, cái chuyện gì. Con lỡ làm cho cô xem nhà mình ấy, có bầu rồi. Thì có gì đâu bây giờ, nhà cũng có tiền. Thế thì mày lấy cái 100.000 đưa cho cô ấy về giải quyết vấn đề. Không gì lớn chuyện cả. Thế tới thằng thứ nhì nó, bố ơi, nói chuyện gì. Bạn gái con lại lỡ có bầu. Thì không gì, lại 100.000 nữa mang đi. Giải quyết là xong ngay. Thế tới cô con gái cũng, bố ơi, chuyện gì nữa. Con lỡ có bầu với bạn trai của con. Thế là có tiền vào rồi. Thế thì khỏi phải lo. Thế bây giờ để có tiền vào. Không mà thì cái chuyện đó. Nên là nghe con mình vậy đến đây phải buồn. Thì sao không? Tại vì hai thằng con mình mà đã chi có 200 thì bây giờ không có đứa con gái. Thế là có tiền vào. Không cần phải lo. Ôi, trở lại về cái câu chuyện sữa giả, sữa kém phẩm chất. Thì cũng trong bài báo này có kể bác sĩ Mai. Là nguyên phó viện vệ sinh y tế công cộng của thành phố Hồ Chí Minh cho biết là có nhiều cách để nhà sản xuất ảo thuật ra sữa. Ví dụ như pha bột hoặc pha loại bột gui vốn ít đạm có giá thành rẻ. Khi pha với nước thì chúng vẫn có màu đùng đục, kết hợp với hương liệu thì chúng vẫn thơm thơm béo béo, chất giá trị dinh dưỡng không là bao. Tôi nghĩ sữa này rất có lẽ là còn tệ hơn cả ngày xưa mà trong những cảnh nghèo người ta lấy cái nước cơm ăn rồi cho tí đường tí muối cho con uống mà tôi nghĩ là còn tốt mà bảo đảm là cái đó rất là an toàn. Không có béo gì nhiều lắm nhưng mà ít nhất là không nguy hiểm cho các em, không cần phải kiểm tra vẫn an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, bây giờ nói về pháp luật thì báo Sài Gòn Giải Phóng Online có nói một cái bài báo như thế này: nhiều bộ ngành địa phương bị phê bình vì chưa hoàn thành kê khai tài sản. Thế cái chuyện này hình như nó lạ nè. Tại vì chúng tôi thấy có ông là kê khai tài sản đâu. Phê bình các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành chưa hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của pháp luật để minh bạch tài sản. Rồi cần được thực hiện nghiêm túc công việc này, đó là nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của chú Dũng đó nha. Về tình hình thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu vừa được đưa ra. Theo thanh tra chính phủ thì tính đến cuối tháng 12/2008 chỉ có 19 bộ cơ quan trung ương và 10 địa phương thực hiện xong việc kê khai. Trong khi đó theo quy định việc kê khai tài sản phải hoàn thành trước ngày 31/12/2007. Bây giờ 2009 mà tháng 2 rồi. Cái việc kê khai tài sản này á chỉ là một cái việc nói cho nó vui thôi, nói cho nó có. Trong những ngày vừa qua chắc anh Nguyên Khôi và quý vị những nào mà hay lên internet ấy, biết là có một cái chuyện xôn xao, xôn xao cho báo chí trong nước và dư luận trong nước lẫn ngoài nước là những hình ảnh tài sản là tư gia của đồng chí Lê Khả Phiêu đáng kính được tung lên trên internet. Tại sao? Bởi vì á người ta kèm theo một cái bài báo là ngày xưa nói là ông này là ông chống tham nhũng triệt để. Bây giờ khi mà chụp hình nhà của ông Lê Khả Phiêu ra thì quý vị ai cũng ngỡ ngàng cả. Anh có thể tưởng tượng cái trống đồng đó là tài sản quốc gia, phải bỏ trong viện bảo tàng thì lại nằm ngay trong nhà của thì bác giữ dùm, bác Phiêu giữ dùm cho con sao thôi. Thế thì bây giờ là mặc dù là bác không còn làm việc nữa mà bác vẫn còn trách nhiệm. Bác muốn làm công việc của giám đốc viện bảo tàng bác giữ. Rồi anh có thể tưởng tượng đang sống sờ sờ như vậy trong nhà bác á đúc tượng rồi. Tượng của ai? Tượng của bác. Ủa tượng Bác Hồ không? Tượng của bác Phiêu. Đó
tượng Bác Phiêu là góc nào cũng có tượng cả. Ồ. Oh. Đấy. Rồi á, có một cái bức hình của Bác Phiêu chụp rất là lớn treo trong nhà. Hình chụp đàng hoàng trên internet nha. Trước hình của bác là hai cái ngà voi. Ý như là ông vua. Nên là bác sống là suốt đời bác hy sinh cho dân cho nước. Thì bây giờ dân nước phải hy sinh cho bác. Nhưng mà có nghĩa là Bác Phiêu nhà mình đấy là sống học tập theo gương Bác Hồ đấy. Đấy. Cho nên là đúc tượng cho nhiều vào. Mà có một điều đó, ngạc nhiên đó là trong nhà có bàn thờ Phật. Uh-huh. Tượng Phật lớn và uh-huh. bên cạnh tượng Phật đó là tượng của Hồ Chí Minh. Uh-huh. Tức là cũng cho Hồ Chí Minh ăn ké và đồng bạc. Đây là cúng kiến. Thì có nhiều người có ý kiến là bây giờ cán bộ và gia đình cán bộ cũng đi cúng chùa, đi lễ Phật, cũng cầu thần cầu thánh thì đó là dấu hiệu tốt. Mà chúng tôi nghĩ cũng không phải là tốt đâu, bởi vì khi mà đi lễ lại đó không phải là cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mọi người được bình an, mà cầu làm sao mà tiền mình đang giữ trong két nó được rớt ra ngoài, chức vụ vẫn còn ngồi lâu lâu. Chính vì vậy mà thưa anh Hoàng Tuấn, thưa quý vị, kế hoạch mà kê khai tài sản bao giờ phải xong, ai cũng kê khai. Nhưng mà tại sao họ lại đưa mấy cái hình của nhà của ông Lê Khả Phiêu? Không, cái đó là mấy người blogger đưa lên thôi. Đó thì báo chí như là trong nước sốt vó về chuyện đó. Chính vì vậy mà người ta nói là khi bầu khi họp trung ương đảng đó để mà tính là chuyện nhân sự đó thì người ta lựa mãi ra một cái bài hát để mà phù hợp trong cái cuộc họp. Đó là cái bài Người ơi người ở đừng về. Sao vậy? Thế là thế mà chức vụ nào thì còn nguyên chức vụ đó. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin chấm dứt chương trình Đọc Báo Vẹn tuần này đến đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hoàng Tuấn xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.